Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.19. Và hiện tại thì mình đã up hết cái phần mặt hồ còn lại thành đất rồi, để cho nó kiểu nối liền với cái ruộng cà rốt mà mình vừa làm ở ngày hôm qua, để tiện cho công việc trang trí trong thời gian sắp tới nữa. Rồi, và trong ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện cái kế hoạch, đó chính là sở hữu được thêm vài cái loại đèn hiệu khác, như là đèn hiệu bằng ngọc lục bảo nè, rồi đèn hiệu bằng vàng, cũng như là đèn hiệu bằng kim cương. Còn cái đèn hiệu bằng netherite thì mình chưa có ý định nghĩ tới nó. Ok, giờ thì chắc mình sẽ bắt đầu với cái đèn hiệu bằng ngọc lục bảo trước đi. Đầu tiên thì mình phải kiểu như là farm thật là nhiều ngọc lục bảo. Nhưng mà kiểu như mình bán cà rốt thì không có đủ ngọc lục bảo để làm đèn hiệu rồi, kiểu nó bị ít quá. Thế nên là bây giờ mình sẽ làm hẳn luôn một cái farm ngọc lục bảo. Hy vọng là nó sẽ hoạt động tốt và cho mình số lượng ngọc lục bảo nó nhiều hơn. Rồi bây giờ thì mình sẽ tạm thời rời bỏ cái nơi ở của mình để mình đi tới một cái vùng biển nào đó gần đây để thực hiện cái máy farm này. Đây luôn, tới luôn. Đây là cái vùng biển gần cái thủy cung mà lần trước mình khám phá nè. Chắc mình sẽ xây cái máy farm ngọc lục bảo ngay đây là hợp lý rồi. Nói chung là xa đất liền, càng xa càng tốt. Rồi, và mình sẽ lấy đồ nghề ra cái. Đúng không ta? Đồ nghề thì mình chuẩn bị sẵn rồi. Nó cũng là những cái nguyên vật liệu khá là dễ tìm thôi. Rồi đầu tiên là mình sẽ làm một cái mặt phẳng có kích thước là cỡ 3x3 trước đi, để mình dễ dàng đứng trên đây hơn. Rồi sau đó thì mình sẽ quay mặt về hướng Bắc một cái. Ủa, hướng Nam chứ. Hướng Nam đây. Đây là hướng Nam. Thì mình sẽ đặt một cái khối cát linh hồn xuống. Đây, mình có đúng một khối cát linh hồn thôi. Đặt xuống đây. Và đây cũng như là cái để mình có thể đi lên đi xuống trong thời gian sắp tới nè. Công việc còn lại là làm một cái đường ống để dẫn lên tiết lên trên tầng 94 đi. Hiện tại tầng mấy rồi? Tầng 66. Mình sẽ lên cao cỡ tầng 94 để mình còn cho một cái xô nước xuống đây. Đợi cho nó xuống tới dưới đi, mình sẽ nhảy xuống luôn. Đây. Và gắn một cái tảo bẹ vào. Cũng như là dùng một cái cổng để mình chặn nước ra. Rồi, ok. Giờ thì mình có thể đặt cái tảo bẹ xuống và cho thật là nhiều bộ xương vào để cho nó cao lên tít trên tầng 94 trên kia. Rồi, giờ thì mình có thể... Xong chưa ta? Không biết nó cao tới tầng 94 chưa? Hình như tới rồi đó. Mình sẽ đạp ra đi để kiểm tra thử. Rồi, ok. Nó quá là trơn tru luôn. Mình sẽ xây thêm một cái rương ở tít trên này. Không phải để chứa đồ đâu, mà chủ yếu là để cho mình rớt xuống thôi, nó không có bị nhận sát thương, kiểu như vậy. Đã một xíu mình sẽ nhảy xuống đây là nó sẽ có nước, nó giúp mình không bị nhận sát thương nè. Giờ thì xây cao thêm 2 ô. Xây cao thêm 2 ô nữa để có gì mình đi qua lại giữa hai khu vực này nó dễ hơn, kiểu như vậy. Đây, ở đây. Công việc còn lại của mình là mình sẽ xây cao lên cỡ tầng 161. Khoảng khoảng đấy. Ôi. Ôi cái gì đây, cá heo. What the heck. Trời đất ơi. Mình đang làm máy farm mà. Ôi. Ôi. Ôi trời 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 trời. Cá heo chơi trò cảm giác mạnh dữ vậy. Mèn đất ơi. Và sau khi lên tới trên này thì mình sẽ bắt đầu ốp bằng những cái phiến ở nửa dưới. Giống như vậy. Đấy, cái này thì mốt nó sẽ chặn mấy con quái nó xuất hiện. Rồi sau đó mình sẽ quay mặt về hướng Nam. Rồi làm một cái sàn có kích thước là 5x4. 1, 2, 3, 4. Đây là nơi để mình có thể đặt cái rương. Để một xíu mình còn nhận đồ sau khi farm ngọc lục bảo nữa. Rồi xuống đây đặt thêm hai cái rương nữa. 1, 2. Rồi xong phiên. Gắn vào đây một cái hopper nữa là đẹp. Đây một cái hopper. Và đây thêm một cái. Giờ thì mình sẽ đặt thêm vài cái thuyền ở phía trên này nữa. Lần lượt là ở đây một cái. Ở phía sau bự nè, mình sẽ đặt cỡ 3 cái đi. Ok, đặt sao mà mỗi góc có được hai cái thuyền là đẹp rồi đó. Giờ thì phía trên thì mình sẽ thêm một cái chỗ thuyền nữa. Úi. Ở đây đây, mấy cái cửa sập đây à. Rồi tương tự ở trên này thì mình sẽ làm thêm một cái chỗ thuyền nữa. Mấy chỗ nào mà nó kiểu nó khó đặt quá thì mình đẩy đẩy nhích nhích xíu thì chắc sẽ đặt được thôi.
mặt trước nữa nè. Rồi và cuối cùng là mặt bên này. Rồi ok, mình đã đặt thành công tổng cộng là cỡ 14 cái thuyền ở xung quanh đấy. Rồi luôn. Đặt xong thuyền hết rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu xây cao lên cỡ tầng 189 cỡ đấy. Sau khi lên tới đây thì mình sẽ bắt đầu xây về một hướng 6 ô. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi xây thêm một góc giống như vậy để tạo thành một cái đường ống thôi. Đây mình sẽ tạo thành một cái đường ống như vậy. Đập cái này ra được rồi đó. Ok. Ngay cái lỗ này thì mình sẽ đặt một cái tấm biển. Rồi sau đó gắn phía trên là những cái cầu thang giống như vậy. Rồi bao bọc lại bằng đá cuội là xong. Như vậy thì khu vực đẩy những cái tên cướp dân làng vô đây đã xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm một cái sàn có kích thước là 5x5. Rồi để thấy những tên cướp dân làng xuất hiện dễ dàng hơn thì mình sẽ dùng kính để ốp xung quanh cái sàn này. Rồi sau đó thì thêm một cái lớp đá ở bên ngoài nữa. Cái này thì chủ yếu là để chặn mấy tên cướp dân làng không có lọt ra những hướng khác thôi. Mình sẽ xây cao lên tí. Kế đến thì mình sẽ đặt những cái cửa sập hướng ra ngoài như vậy. Còn ở mặt sau thì mình sẽ xây cho nó cao thêm 4 ô. 1 2 3 4. Rồi, tương tự ở đầu đối diện. Sau khi xây xong cái bức tường cao 4 ô thì mình sẽ đặt thêm những tấm bảng ở dưới này và ở đầu bên này nữa. Cái bảng này khá là quan trọng á. Tại vì nó sẽ giúp mình tiêu diệt được những cái con quái thú từ bọn cướp dân làng dễ dàng hơn. Ở trên này thì để đảm bảo cho không có quái xuất hiện thì mình sẽ đặt những cái phiến. Rồi cuối cùng là cho một cái xô nhum nham vô đây. Sau khi có được chỗ nhum nham đằng kia thì mình sẽ bắt đầu làm một ít cái đá đỏ rồi. Cái này thì nó cũng cần một ít đá đỏ. Mình sẽ làm một cái đường có kích thước là 2x9 lui về sau. Oh my god. Mình đang tính đi ngủ nhưng mà nhảy xuống có con Reaper nó nhìn mình cái hết muốn đi ngủ luôn. Ủa, nó đâu ra vậy? Nguy hiểm như ta. Rồi, mình sẽ tiếp tục cái công việc là set up cái chỗ redstone này bằng cách đặt một cây đuốc redstone ở đây. Rồi nói redstone vào hướng bên này. Sẵn tiện thì cho thêm nước vào luôn. Rồi, mình sẽ cho vô. Rồi. Còn ở góc bên này thì mình sẽ cho một cái bột redstone ở đây và ở đây. Cuối cùng là đặt những cái bộ lập và chỉnh cho tất cả các bộ lập nó ba vạch hết luôn. Góc bên này thì cũng vậy, mình sẽ đặt những cái mạch so sánh. Rồi nói redstone lại thôi. Ồ, đằng kia chưa có redstone à. Ok. Ý. Oh gosh. Thiếu một redstone rồi. Rồi rồi, redstone tới đây. Mình sẽ đặt vô vị trí bên này. Rồi, giờ thì gắn vào những cái móc dây bẫy ở hai góc này. Cũng như là nối chỉ vào. Như bay. Vô lý. Ok. Nó đã bắt đầu kiểu như đóng mở những cái cửa sập rồi nè. Là mình đã hoàn thành xong cái hệ thống đá đỏ rồi. Giờ mình sẽ trở lại khu vực ở tầng dưới này để mình gắn vào một cái tấm thảm. Đây chính là cái khu vực để mình có thể đánh những cái con cướp dân làng bằng cái kiếm nhặt ba của mình để farm ngọc lục bảo đó nha. Quá là đã luôn. Rồi sơ bộ thì mình đã xong kiểu như là công đoạn xây dựng rồi. Công việc tiếp theo đó chính là dẫn một cái bác dân làng lại đây để có thể kích hoạt cái hiệu ứng điểm xấu và farm ngọc lục bảo thôi. Ok. Và công đoạn này cũng là công đoạn cuối cùng trong cái quá trình làm cái chỗ farm ngọc lục bảo của mình. Mình sẽ gán đưa cái bác dân làng này lên trên đó một cách an toàn nhất có thể. Này, cập bến nào. Lên bờ nha. Đặt sẵn cái xe mỏ không ta? Ok, đợi dân làng lên đặt xe mỏ cũng không muộn đâu. Rồi, lên bờ đi. Đẩy dân làng lên. Sau đó đặt cái xe mỏ xuống. Rồi. Lên. Con lên.
xíu nữa. Rồi, đẹp luôn, quá đẹp. Cuối cùng thì đập cái đường ray ra. À, nếu được thì mình lấy xe mỏ ra càng tốt. Mọi thứ đều đã rất là ok rồi. Bây giờ thì đi kiếm cái hiệu ứng điểm xấu và test liền cái chỗ farm ngọc lục bảo của mình thôi. Không biết là nó có hoạt động trơn tru hay không đây. Rồi rồi rồi, có rồi. Test nào. Nếu mà thành công thì mình sẽ nhanh chóng có được một số lượng lớn ngọc lục bảo thôi. Còn thất bại thì... Còn đúng cái nịt thôi. Coi kìa. Ôi trời. Oh my gosh. Có con nó còn gớt tít ở dưới nữa cơ. Holy. Oh my god. Có con nó gớt. Đấy, và như vậy thì cái mấy farm ngọc lục bảo của mình nó đã hoạt động rồi. Chà chà, cực kỳ nhiều cướp dân làng rớt xuống trong một lần nha. Giàu to. Nhưng mà có vài tên nó bị lọt xuống dưới rồi. Vậy là mình phải khắc phục ở phía trên lại mới được. Coi cơ. Mới có chút xíu thôi mà đã được 56 ngọc lục bảo rồi. Chà. Nhưng mà còn hai tên ở dưới mình phải xử lý. Và cái farm này thì mình không thể đứng yên một chỗ được, mà mình phải liên tục thay đổi vị trí nha. À, đây bây giờ trước mắt mình tiêu diệt hai tên này trước rồi đó. Dạ. Thêm tên này nữa. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ lên trên lại. Mỗi lần farm xong thì mình phải lên trên để cho nó reset lại cái hiệu ứng điểm xấu thì mình mới có thể farm liên tục được. Đó, và chuẩn bị lên trên thì mình lại tiếp tục có được một cái cuộc xâm lược free nữa. Ouch! Folly! Mình cũng tranh thủ bớ thêm một nhóc bò ở đây để có gì mình uống sữa bò và giải hiệu ứng điểm xấu thì mới về nhà an toàn được á. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ trở lại với công việc farm ngọc lục bảo thôi. Sơ bộ thì hôm nay mình cất công mình xây cái farm này khá là ok la luôn ấy. Rồi, giờ thì mình sẽ xuống dưới để reset lại thêm một lần nữa. Rồi, sau khi xuống đây thì mình chỉ cần lên trên lại thôi. Là nó đã tái kích hoạt cái cuộc xâm lược. Và mình có thể farm tiếp rồi. Nó là một cái vòng lặp farm. Nhảy xuống đây, leo lên, rồi farm tiếp. À. Và cái kiếm của mình có dòng nhặt 3, thế nên là cái khả năng mà kiếm được ngọc lục bảo từ cuộc xâm lược này là rất là cao luôn. Nên là mình sẽ thử mình farm tầm 15-30 phút gì đấy để coi được bao nhiêu ngọc lục bảo nào. 2000 years later. Tính ra cái farm này vừa có thể farm được ngọc lục bảo mà vừa có thể farm được cả kinh nghiệm luôn ấy. Ngồi đây cày kinh nghiệm cũng khá là ok này. Nhưng mà có điều nó rơi ra mấy cái đồ lặt vặt hơi nhiều. Và chắc mình sẽ farm nốt cái lượt này rồi mình đi về á. Nãy giờ farm AFK farm cũng lâu rồi. Chưa để farm nốt cái đó. Ui. Rồi. Chặt phù thủy là lâu nhất luôn. Tại vì phù thủy có uống thuốc ấy nên là khá là khó chịu. Rồi xong phiên. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra coi thùng có bao nhiêu ngọc lục bảo đấy. Ủa. Sao không ít vậy. Ủa. Ngọc lục bảo nó mất tiêu hết rồi. Chắc nhiều bạn sẽ thắc mắc đúng không. Nhưng mà khoan. Ở đây này. Ây giời ơi. Ta nói nó sướng nha. Đấy, công việc của mình cơ bản chỉ là đứng đây áp ca và farm cái cuộc xâm lược này thôi. Rất là đơn giản luôn. Nhưng mà bây giờ thì mình không muốn farm nữa. Thì mình cần phải đi xuống dưới này và uống sữa bò nha. Phải uống sữa bò thì nó mới hết cuộc xâm lược được. Giờ mình có thể farm thêm một lượt nữa trước khi đi về nè. Tranh thủ kiếm thêm ấy mà được cục nào đỡ cục đó. Ok. Rồi còn phù thủy thôi, bỏ qua đi. Phù thủy quýnh lâu lắm. Rồi nóc dùng sâu sở. Sau đó vứt mấy cái lặt vặt xuống đây. Rồi về nhà thôi. Chuyện này quá là bội thu rồi. Không uổng công mình dành ra vài giờ để làm cái chỗ farm đó. Sau khi trở về nhà thì công việc đầu tiên của mình đó chính là chế tạo những cái ngọc lục bảo mà mình farm ở cái chỗ AFK thành những cái khói á. Để coi được bao nhiêu khói đây. Mình sẽ làm được tổng cộng là 2 stack rồi. Quá đã luôn. Hơn nửa tiếng mà
được hơn 2 stack thì cũng gọi là rất là nhiều ngọc lục bảo rồi đấy. Chỗ farm đó cực kỳ ok la nha. Nhưng mà hiện tại thì mình chỉ có một cái beacon à. Chỉ có đúng một cái đèn hiệu à. Nên là cũng hơi thiệt thòi. Thành thử ra bây giờ mình sẽ có một chuyến nữa đi qua thế giới địa ngục. Chủ cái dựa cà rốt mà không ăn cà rốt vàng là hơi bị sai ấy nha. Giờ mình sẽ lên trên làm 7 stack cà rốt vàng ăn chơi coi. Đấy, ăn phải hẳn một stack luôn, hết thì làm thêm. Vàng mình cũng không có nhiều lắm nhưng mà... Cho nghỉ mẹ một đi. Sẵn tiện thì mình sẽ bay về nhà để lấy vài cái lọ thuốc kháng lửa luôn. Lần hôm qua thì xuống địa ngục không có mang theo thuốc kháng lửa, thế là bị mấy con quỷ lửa nó khịa quá trời quá đất. Bữa nay mình rút kinh nghiệm rồi, mang theo thuốc kháng lửa. Nó mà đụng vô mình là mình trụng nó luôn á. Bữa nay là hơi mình hơi bị nóng rồi đấy. Mà hôm nay thì đặc biệt hơn thì mình không phải farm 3 cái đầu nữa, mà bây giờ mình sẽ farm cỡ 9 cái đầu. Uầy, áp lực nó tăng lên khá là nhiều đấy. 9 cái là một con số không hề nhỏ đâu. Nhưng mà mình vẫn có cái niềm tin mãnh liệt vào cái nhân phẩm của mình, nên là cứ kiên trì và farm thôi. Ồ, 3 cái cuối cùng đây rồi. Ê, 2 cái một lượt. Trời, quá đã luôn. Rồi và như vậy thì mình đã đủ chỉ tiêu là 9 cái đầu rồi, dư ra một cái luôn á. Bây giờ thì sẽ lấy thêm một ít cái cát linh hồn để còn mang về và triệu hồi ra boss Wither nữa. Lần này là mình rút kinh nghiệm rồi. Ôi da, trời. Mình mang theo cả hắc diêm thạch để mình xây cái chỗ đánh boss luôn cho chắc cú. Biết xây gì có ổn không nữa. Rồi, chắc cũng ổn rồi đó. Ở đây lắp thêm cục nữa đi cho chắc. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đặt cát linh hồn xuống và thử triệu hồi boss Wither trong này coi coi có ok hay không. Thử nè. Ồ, được. Ổn áp. Rồi. Ăn vô một cái. Lần này mình không có mang theo táo vàng luôn, mình chơi lớn luôn. Và mặc full giáp Netherite của mình vào. Ok. Oh gosh. Ui, nó vẫn phá được. Như vậy thì nhốt con boss Wither bằng cái hắc diêm thạch này không khả quan rồi. Có vẻ không ổn cho lắm rồi. Mình nhốt thất bại ơi. Như vậy phải đổi biện pháp thôi. Ây da, con này nó quậy quá, nó quá là lì luôn á. Rồi, mình sẽ cho nó đánh thêm mấy con zombie nữa, có gì mình sẽ có thêm được những cái bông hoa Wither. Rồi, cho một nhát nữa, xong chưa? Rồi, xong phết. Mình đã hạ được con boss Wither đầu tiên trong ngày rồi. Bây giờ mấy con này đi ra chỗ mình lượm cái sao nè. Mình nhốt thất bại rồi, chắc phải tìm cách khác để nhốt thôi. Lần này mình làm cho nó cao hơn một xíu nữa, hy vọng là sẽ ổn. Triệu hồi liền con thứ hai thử nè, để xem coi có ổn hay không. Lần này thì nó vướng lại bên trong thành công rồi nè. Ok, như vậy thì mình có thể bắn vô cái khe này để tiêu diệt nó. Ui, nó phá được. Cái này có môn chỉ có đá nền mới chặn được cái con boss Wither này thôi, chứ hắc diêm thạch là không ăn thua với nó rồi. Oh gosh, có vẻ là không ổn rồi. Chắc mình sẽ mất cái vật tổ truyền sinh này để đánh bại được con boss này á. Vẫn kịp. Hồi phục đây. hên quá, vẫn còn cái vật tổ truyền sinh. Như vậy thì đủ sức để đánh thêm một con boss nữa đấy. Rồi, tranh thủ lượm thêm mấy cái hoa hồng Wither luôn. Con thứ ba cũng là con cuối cùng trong ngày. Hôm nay hơi mệt đó nha, đánh quá trời Wither luôn á. Cố lên, vì ba cái đèn hiệu thì mình phải cố gắng trong lần này mới được. Rồi lần này, ui có kim cương cơ. Ui cái bên còn có kim cương đó. Oh my god. Đánh boss Wither mà. Ui hy vọng là đừng có phá quặng kim cương của mình. Rồi, đứng đây và giáp lá cài cho nó thôi. Đâu mà sợ gì. Đâu mà vô. Dám solo 1-1 với mình hả? Rồi lượm kim cương luôn. Ý giời ơi. Đã vậy ta. Rồi và mình đã xong cái việc đánh boss rồi. Mình đã có tổng cộng 3 cái ngôi sao Nether mang về. Công việc đầu tiên sau khi trở về nhà là mình sẽ làm liền 3 cái đèn hiệu từ 3 cái ngôi sao Nether. Sau đó thì đi đặt chúng thôi. Hiện tại thì mình sẽ có thể đặt thêm một cái đèn hiệu bằng ngọc lục bảo nữa. Mình sẽ đặt cạnh cái bằng sắt luôn.
Đây, lấy ngọc lục bảo ra. Không biết là có đủ hay không đây. Sao mình nghi thiếu gì ta? Oh gosh. Thiếu ngọc lục bảo mất rồi. Vậy là phải farm, đi AFK farm thêm một ít ngọc lục bảo nữa mới đủ. Ok, bây giờ thì mình được thêm 61 khối nữa, dư sức để mình có thể làm được cái đèn hiệu full bằng ngọc lục bảo rồi. Và tầng cuối cùng, đặt cái đèn hiệu lên. Ta-da. Như vậy thì kế hoạch làm đèn hiệu bằng ngọc lục bảo đã xong. Bây giờ thì mình sẽ dọn dẹp đồ và chuẩn bị cho cái đèn hiệu thứ 3 trong ngày hôm nay nào. Bây giờ thì mình sẽ còn có một cây cúp mới. Và cây cúp mới này thì mình sẽ gán cường hóa để kiếm cho nó cái dòng mềm mại. Ok, thử nào. Liệu rằng có được mềm mại ngay lần đầu hay không? What? Được luôn. Trời, lộc tiên tri rồi. Rồi ngoài mềm mại ra thì mình còn có thêm dòng hiệu suất để tăng cái tốc độ đào nữa. Ô, có quét cảnh nè. Bữa mình tìm quét cảnh không ra, nay gặp quét cảnh luôn. À, ý giời rồi. Đây, vậy là cây kiếm mình bây giờ đã có quét cảnh rồi. Quá tuyệt vời. Có luôn. Yes, vậy là mình đã có thêm một cây cúp có chất lượng cực kỳ tốt rồi. Mềm mại và hiệu suất năm. Đó là những thứ mình cần. Và chủ yếu thì cái cây cúp này nó sẽ phục vụ vào cái việc đi đào vàng của mình. Bữa nay thì mình sẽ trở thành một cái người thợ mỏ đào vàng. Nhưng mà không phải đào ở trên mặt đất đâu. Mình sẽ đi qua tít bên địa ngục lận. Tại vì khi mà mình đào quặng vàng ở dưới địa ngục thì như mình nung ra là nó thành cái phôi luôn á. Nó sẽ rất là nhiều đấy. Thử liền cho nóng nào. Đây, mình sẽ lấy được những cái quặng, cái này gọi là quặng vàng nether. Chính xác không? Ồ, chính xác nè. Vậy là mình đã có cách cày vàng siêu nhanh rồi. Cứ một quặng vàng nether là mình được một phôi. Khi mà nấu ra thì sẽ rất là nhanh chóng gom được thật là nhiều stack thôi. Vì ở dưới địa ngục á, những cái quặng vàng nether nó rất là nhiều. Nè, quá trời quá đất luôn mà lộ thiên không à. Đào thích lắm. Rồi, giờ thì bắt đầu công cuộc đào sạch sành xanh vàng ở khu vực gần đây thôi. À, người kiếm chuyện trong người gồ gách. Ây da, phóng diệm hụt. Dám chọc giận mình hả? Nhãn đam lên luôn nè. Dính trưởng liền. Giờ mạnh thôi, mình đi ăn hiếp bích liên các thứ rồi. Mình phóng cái hắn chạy kìa. Sợ rồi chứ gì. À, gì đây. Định nhặt vàng mà mình đào hả gì? Này thì định nha, chôm chĩa vàng nè. Có làm thì mới có vàng cưng ơi. Không có khi không mà có vàng đâu. Đừng có mơ. Ô, Strider nè. Ồ, hổng gài mình không có gặp Strider. Giờ mới gặp được. Mà tiếc quá mình không có đem theo cái yên rồi. Phải có đem theo cái yên thì hay quá. Mình sẽ cưỡi Strider và di chuyển dưới này. Tại vì ở cái mặt dưới của mấy cái chỗ này nó cũng hay có vàng nè. Thôi chắc để dịp khác mình dùng cách đó đào vàng đi. Ừ, cái gì đây? À, này thì chôm chĩa. Trời. Vàng người ta đào mang về làm đèn hiệu. Gặp hắn nhảy xuống liền mà cái hố như vậy mà nhảy xuống liền. Đúng là có vàng là làm mờ con mắt liền mà. Không thể tin được luôn á. Để coi. Ồ, như đây là dư rồi đấy. Hồi nãy mình ước chừng cái số ngọc lục bảo cũng tầm này là mình làm được full cái đèn hiệu rồi. Ok, bây giờ thì chắc mình sẽ quay về nhà để mình nung cái số vàng mà mình đào được ra cái đó. Cái này nung chắc cũng mất khá là nhiều thời gian đó nha. Vì bây giờ mình cần nung số lượng lớn vàng, thế nên là mình cũng đầu tư hẳn những cái lò luyện kim đi. Tại vì cái lò này nó sẽ tăng tốc độ mình nấu khoáng sản hơn. À, mình sẽ đặt lò luyện kim ở góc này và cả góc bên này nữa. À chà chà, còn không đủ diện tích hết nha. Mình hơi bị nhiều lò luôn. Coi đập bớt mấy cái lò nung thường ra để mình gắn lò luyện kim vào. Rồi, bữa nay là chơi lớn. Cuối cùng là lấy hết số vàng mà mình có đem ra nung thôi. Tranh thủ lúc chờ đợi lâu á thì mình sẽ nghĩ coi mình sẽ trang trí chỗ này sao cho đẹp. Ôi. Oh, what? Oh, chỗ này nó bắt đầu thiếu nước rồi. Tại vì mình đã ốp đất vô đây nên là bắt đầu chỗ này nó bị hụt nước rồi nè. Ôi không.
Giờ mình sẽ có hai phương án. Một là mình dọn hết cái luống này, mình trang trí. Hai là sẽ châm nước ở bên hông. Chắc mình sẽ chọn cách một đi. Dọn xong cà rốt thì bây giờ tới khâu trang trí nè. Ở đây thì mình dự định sẽ làm một cái cổng ấy, hoặc là một cái bức tường. Bức tường để bước vào, kiểu như là cánh đồng cà rốt của mình. Nhưng mà bức tường thì coi. Chính xác, mình có thể dùng cái cây đổ quyên. Mấy cái cây đổ quyên làm cái bức tường thấp nhìn cũng đẹp lắm. Cây đổ quyên đằng này nè, nó mấy cây giống như vậy nè. Ý kiến hay nha. Vậy là bây giờ mình lại cần bột xương để mình nhân giống mấy cái cây đổ quyên gấp rồi. Sẽ đặt một cái khối rêu ở đây. Rồi dùng bột xương. Lại mình đã có được những cái cây đổ quyên rất là nhanh chóng rồi. Cứ như vậy mà farm thôi. Mà đây cũng chỉ là kiểu như là cái biện pháp tạm thời thôi. Nữa có điều kiện thì mình sẽ chỉnh lại sau cũng được. Ngoài ra thì lâu lâu mình sẽ chen vào những cái cây đổ quyên mà nó có bông, nhìn cho nó đẹp hơn. Ngoài ra thì mình còn đặt thêm ở đây một cái cánh cổng, để kiểu như là làm cái đường vào thôi. Đấy, sơ bộ thì mình sẽ có một cánh cổng đơn giản giống như vậy. Tạm thời thì như vậy đi ha. Và nãy giờ thì mình làm việc ở đây cũng khá là lâu rồi đấy. Không biết là cái chỗ vàng của mình nấu tới đâu rồi. Giờ vô mà nó mới nấu có 1-2 vôi vàng chắc là xỉu ngang luôn ấy. Nó nấu xong hết trơn rồi. Quá đã luôn. Trời ơi, thu gom một lần một stack như vậy, ta nói nó thích gì đâu ấy. Rồi, và sau khi thu gom thì mình được bao nhiêu đây vàng. Rồi, còn chân chơi gì nữa. Mình sẽ đi ngủ liền. Ok. Cuộc chiến giành lại cái giường của mình khá là căng thẳng đây. Cái giường của mình mà bị vây quanh toàn là quái vật không à. Nguy hiểm thật sự. Rồi, trời đánh tránh người đang ngủ nha. Đang ngủ mà nó lại nó nổ cái bụm một phát là thôi xong luôn á. Banh cái giường. Ấy. Con này vô dân quá, người ta đang ngủ mà ha. Lợi ký đầu người ta gì đó. Sống nổi không? Rồi, giờ ngủ thôi. Đêm này hơi bất ổn nữa. À, tên này lịch sự, tên này được nè. Đáng tiên dương nè. Được đó nha, cộng 1 tôn trọng cho thanh niên zombie này á. Vì hành động fair play của ngươi nên ngươi mới xứng đáng xuống nước á, chứ không là mình đã thật sự hắn rồi. Bây giờ thì mình sẽ chế tạo ra thật là nhiều khối vàng. Để coi toàn bộ số vàng mà mình vừa nung ra nó làm được bao nhiêu khối đây. 2 stack mấy khối luôn. Mình giàu to rồi. Rồi, và mình sẽ làm thêm một cái đèn hiệu ở đây nữa. Gì chứ, vừa đủ luôn. Và ta-da. Vậy là chúng ta đã có được cái đèn hiệu thứ 3 trong ngày rồi. Yes, còn một cái đèn hiệu cuối cùng thôi. Nhưng mà cái đèn hiệu đó thì hơi khoai á nha. Chắc nhiều bạn cũng đoán được cái cuối cùng là làm bằng cái khoáng sản gì rồi. Đó chính là kim cương. Mà kim cương hiện tại thì mình có thể nói là khá là nghèo luôn á. Phải chi mà kim cương mà mình nhiều được như vàng thì hay biết mấy. Nhưng mà không, kim cương mình chỉ có chưa được 2 stack nữa. Trời đất ơi. Nhưng mà nghèo thì cũng có cái giá của nghèo chứ. Ít ra thì mình cũng được cái phiên bản nhỏ nhất chứ bộ. Ui giời ơi, đừng có đùa nha. Đấy, vậy là đủ rồi. Chẳng qua là nó không được ở cái cấp độ mạnh nhất thôi. Chỉ mới cấp độ 1 là một tầng à. Và để cho những cái đèn hiệu này nó trở nên đẹp hơn thì mình sẽ gắn ở phía trên nó những cái khói kính tương ứng với cái màu của nó. Chẳng hạn như là đèn hiệu bằng vàng, mình sẽ dùng khói kính vàng. Đèn hiệu bằng ngọc lục bảo, mình sẽ dùng khói kính xanh lá mạ. Rồi bằng sắt thì nó màu trắng sẵn rồi, nhưng mà mình muốn cho nó nổi hơn thì mình sẽ thay bằng kính đỏ đi. Đấy, màu đỏ cái đèn hiệu cũng rất là đẹp nè. Và kim cương thì mình sẽ dùng đèn hiệu màu xanh biển nhạt. Tên tên. Rồi, và nhìn từ xa thì cái chỗ nhà chính của mình á, nó cực kỳ nổi luôn. Đấy. Quá xa đẹp luôn ấy chứ. Nhưng mà lại gần thì nó chưa đẹp hoàn chỉnh lắm. Tại vì lại gần thì phát hiện ra là nó có một cái đèn hiệu bằng kim cương size mini thôi. Rồi, và bây giờ thì mình đã chính thức có được một cái đèn hiệu bằng full khói kim cương rồi đó. Đây,
Đặt nhầm. Nhiều kim cương quá, bị gung tay. Đó, cái này là khối kim cương nè. Này, khối kim cương đàng hoàng luôn. Wow, mà đồ họa của khối kim cương bây giờ nó bị sao ta? Ồ, nó bị lạ. Chắc không sao đâu, chắc đây là kim cương thiệt á. Giống mà, giống kim cương mà. Rồi, và nói chung thì trong ngày hôm nay thì kế hoạch mình đề ra nó chỉ hoàn thành được cỡ 75% thôi. Nhưng mà không sao, sắp tới thì mình sẽ cố gắng nhiều hơn. Hy vọng là hoàn thành được cái chỗ này nó kiểu như chỉnh chu nhất có thể. Và đồng thời thì mình còn một dự án bổ bê hổm rài chưa có thực hiện. Nhưng mà không sao, mình sắp quay trở lại với cái dự án đó rồi. Và có bạn nào đón được dự án đó liên quan tới cái con gì hay không? Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong hành trình 1.19 của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.